Thân mến chào quý cô bác anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trong và ngoài nước trở lại với kênh YouTube Xứ Nẩu. Hôm nay em đang có mặt ở tại Cồn Đình thuộc về Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hôm nay mục đích làm cái video này là để giới thiệu cũng như là cái phong trào Trung Thu năm 2023 để gửi đến cho quý cô bác và anh chị chúng ta xem. Đáng lẽ là chưa có quay đâu, nhưng mà do là các bạn thanh thiếu niên ở đây á, là họ nói là họ tập chưa có được rành rẽ cho lắm. Nhưng mà nói thôi, cỡ mà mình giao lưu, mình vui để cho có cái phong trào của Trung Thu năm 2023. Thì hiện tại bây giờ thì Lân cũng chuẩn bị rồi, anh em cũng chuẩn bị. Anh em Lân Đại Long đây á, thì tập rất là nhiều cái bài tập. Nhưng mà cái bài tập này thì nó cũng rất là mới, cũng chưa có thuộc, cho nên là cũng muốn giao lưu với các bạn những cái đội lân mà lâu nay chúng ta cũng xem. Bây giờ thôi không nói chờ lâu nữa, mời các bạn chúng ta cùng nhau hòa nhịp vào cái đội lân Đại Long thuộc về Diêm Trường, Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú Yên ha. Thôi bây giờ anh em mình múa lân đi ha.